Quý khán giả đang trở lại với phần tin sân khấu và điện ảnh của đài truyền hình ABC. Và tin đã cho biết là Michael Gambon, diễn viên người Anh, đóng vai giáo sư Dumbledore, đã qua đời ở tuổi 82. Nam diễn viên người Anh gốc Ireland Michael Gambon được khán giả toàn cầu biết đến với vai giáo sư thông thái Albus Dumbledore trong loạt phim Harry Potter và người được thầy Laurence Olivier khởi đầu sự nghiệp, đã qua đời ở tuổi 82 vào ngày thứ Năm ngày 28 tháng 9. Ông qua đời thanh thản trong bệnh viện, PA Media đã đưa tin trước dẫn tuyên bố của gia đình. Được biết, ông Gambon bắt đầu diễn xuất trên sân khấu vào đầu những năm 1960 và sau đó chuyển sang lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Các vai diễn điện ảnh đáng chú ý bao gồm một thủ lĩnh đám đông tâm thần trong The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover của Peter Greenaway vào năm 1989 và vị vua già George V trong The King's Speech của Tom Hopper năm 2010. Nhưng vai diễn nổi tiếng nhất của ông là ông cụ Dumbledore trong loạt phim Harry Potter, vai diễn mà ông đảm nhận từ phần thứ 3 trong loạt phim 8 phim sau khi thay thế Richard Harris quá cố vào năm 2004. Được biết, ông Gambon đã giành được 4 giải BAFTA, 3 giải Olivier và 2 giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh. Ông đã từ giã sân khấu vào năm 2015 sau khi gặp vấn đề về trí nhớ dài hạn nhưng vẫn tiếp tục diễn xuất trên màn ảnh mãi cho đến năm 2019. Bảo tàng Pháp cung cấp dịch vụ lái xe hơi điện ảnh nổi tiếng. Bạn đang mơ ước được tham gia một chuyến tham quan trên bản sao của DeLorean Back to the Future, một chiếc xe kiểu Fast and Furious. Một nhà sưu tập xe hơi người Pháp đã đưa ra điều đó trong một bảo tàng xe hơi mới ở phía nam của Paris. Trong một nhà chứa máy bay lớn ở Etretat, cách Paris 50 km về phía nam, cựu đại lý xe hơi Frank Galicki, 39 tuổi, đang trưng bày bộ sưu tập gồm 43 chiếc xe cổ từng xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng hoặc là bản sao của những bộ phim đó. Galicki là người bắt đầu sưu tập xe hơi ở tuổi 21, cho biết một trong những tác phẩm hàng đầu của ông ấy là một trong hai chiếc Chevrolet Chevy Malibu đời 1970 còn sót lại mà Ryan Gosling đã lái trong bộ phim hành động Drive năm 2011. Họ thường có vài chiếc xe dự phòng trong phim vì họ thực hiện các pha nguy hiểm và phá vỡ một vài chiếc. Trong trường hợp này, họ sử dụng 3 chiếc, một chiếc đã bị phá hủy hoàn toàn và chỉ còn lại 2 chiếc này và chiếc kia mà Ryan Gosling sở hữu và lái xe ở Los Angeles. Ông ấy đã chia sẻ như vậy. Chevy không phải cho thuê, nhưng hoạt động của Movie Car Central của Galicki mang đến cho du khách trả tiền cơ hội được chiêm ngưỡng hơn 10 mẫu xe hơi cổ, chủ yếu do Hoa Kỳ sản xuất, đã từng xuất hiện trong phim. Tôi muốn làm một cái gì đó giống như một bảo tàng, nhưng nó phải là một sinh vật sống để mọi người có thể lái. Dù ở đây trên địa hình của chúng tôi hay thậm chí trên đường. Một trong những chiếc xe cho thuê là chiếc DeLorean cổ điển, được biến đổi để trông giống cỗ máy du hành thời gian của tương lai như trong bộ phim Trở về tương lai năm 1985. Và bộ sưu tập sách kỷ vật nhạc jazz của Charlie Watts đã được bán đấu giá. Những cuốn sách và kỷ vật nhạc jazz của tay trống quá cố Charlie Watts của nhóm nhạc Rolling Stone sẽ được bán đấu giá hai phần trong tuần này. Charlie Watts, quý ông, nhà sưu tập Rolling Stone, văn học và nhạc jazz, có hơn 500 lô với giá ước tính từ 800 bảng Anh cho đến 300.000 bảng Anh. Theo nhà đấu giá Christie, các bộ sưu tập nhạc jazz và văn học của Watts chắc chắn là những bộ sưu tập hay nhất được bán đấu giá trong một thế hệ. Trong số những điểm nổi bật là bản sao cuốn The Great Gatsby của F. Scott Fitzgerald với đề nghị tặng dành cho nhà biên kịch Harold Goldman được ghi bên trong bìa trước là Gatsby nguyên bản. Nó có giá ước tính khoảng 200.000 cho đến 300.000 bảng Anh. Theo quan điểm của tôi, đây là bản sao hay nhất của cuốn sách này từng được bán đấu giá và cũng là bản quan trọng nhất. Đó là bởi vì nó có dòng chữ Gatsby gốc của câu chuyện này. Cảm ơn vì đã cho tôi tiết lộ những bí mật về quá khứ của anh ấy.
Mark Swisher, chuyên gia bộ phận sách và bản thảo tại Christie's London đã cho biết. Và đó rõ ràng là dòng chữ của F. Scott Fitzgerald dành cho một người mà ông coi là ít nhất song song với nhân vật mang tính biểu tượng nhất của mình. Jay Gatsby đã cho biết. Ngoài ra còn có các ấn bản sách hiếm của Arthur Conan Doyle, Agatha Christie và các tác giả nổi tiếng khác được bán. Hiệp hội nhà văn Hollywood kêu gọi chấm dứt đình công trước cuộc bỏ phiếu hợp đồng cuối cùng. Hiệp hội nhà văn Hoa Kỳ WGA vào hôm thứ Ba, ngày 26 tháng 9 đã cho biết các thành viên của họ có thể trở lại làm việc vào thứ Tư, trong khi cuộc bỏ phiếu phê chuẩn diễn ra về hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với các hãng phim Hollywood. Trong một tuyên bố, WGA cho biết các nhà lãnh đạo công đoàn đã nhất trí bỏ phiếu dỡ bỏ lệnh cấm và chấm dứt cuộc đình công kể từ 12 giờ 1 phút sáng theo giờ PT, tương đương là 3 giờ 1 phút sáng theo giờ ET vào thứ Tư ngày 27 tháng 9. Liên minh cho biết các thành viên WGA sẽ có thời gian đến ngày 9 tháng 10 để bỏ phiếu về hợp đồng. Các nhà văn điện ảnh và truyền hình đã nghỉ việc vào tháng 5 để đấu tranh đòi lương cao hơn, bảo vệ rằng công việc của họ sẽ không bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo và các vấn đề khác. Các nhà văn dường như đã giành được những nhượng bộ trên diện rộng với mức tăng lương trong 3 năm hợp đồng, tăng các khoản đóng góp về y tế và lương hưu cũng như các biện pháp bảo vệ trước sự bùng nổ của AI. Và các điểm nổi tiếng ở London đã bừng sáng với tác phẩm nghệ thuật mới đầy màu sắc. Các địa điểm sầm uất tại London đang trở nên bừng sáng nhờ các tác phẩm của nghệ sĩ và nhà thiết kế người Anh Adam Nathio-Furman, người cho biết họ đang thực hiện sứ mệnh tạo ra các tác phẩm nghệ thuật nền chất lượng. Furman, người có đại từ ưa thích là họ, cho biết: "Tôi có niềm đam mê lớn đối với những can thiệp đầy màu sắc trong không gian công cộng được chế tác đẹp mắt. Tôi thích làm việc với sự tương phản thú vị với môi trường xung quanh." Trong một cuộc đối thoại tích cực, người đàn ông 40 tuổi đã nói như vậy khi đứng trước tác phẩm sắp đặt nhiều màu sắc của ông ở khu vực Canary Wharf ở London. Ở giữa các tòa nhà trọc trời và một trong những lối vào nhà ga điện ngầm, du khách đến trung tâm tài chính phía đông của London sẽ tìm thấy một cái cầu với mặt dưới và các cột được trang trí bằng sọc kỹ thuật của Furman, được tạo ra để kỷ niệm tháng tự hào LGBT. Furman lấy cảm hứng từ bộ phim kinh điển The Wizards of Oz khi tạo ra Click Your Heels Together Three Times. Họ nói đó là ý tưởng đi từ cuộc sống xám xịt hàng ngày, nơi mà bạn không thể thực sự là chính mình, và sau đó bùng nổ, bạn biến đổi sang một thế giới nơi mọi người đều lớn hơn cuộc sống. Một trong những dự án khác của Furman hiện đang được xây ở cầu London. Bức tường bê tông dài 57 mét gần ga tàu đông đúc đang dần được trang trí bằng những bức tranh khảm thủ công tinh xảo. Susan Garbin, một trong những người quản lý dự án, đã cho biết: "Chúng tôi thực sự bắt đầu thực hiện bức tranh khảm vào tháng 3 năm 2022, và Furman đã thiết kế tác phẩm này cho trường khảm London, nơi có khoảng 30 tình nguyện viên đang thực hiện và dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Bất chấp tính chất tươi sáng trong công việc của họ, Furman đã nói rằng họ sẽ rất vui nếu mọi người không chú ý ngay đến việc lắp đặt, nhưng hy vọng chúng đã khiến người qua đường cảm thấy thăng hoa." Và bản tin vừa qua cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần ngày thứ Bảy của đài truyền hình IPC TV do xứ ngôn viên Xuân Anh và Linh Trịnh trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành bảo trợ cho đài. Xin kính chúc cho quý vị có một cuối tuần thật thư thản, hạnh phúc và an lạc. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình tin tức vào ngày mai.